Hyundai Elantra 2019 tăng giá, đổi thiết kế, có luôn bản thể thao. Hyundai Elantra phiên bản mới đã xuất hiện tại các đại lý, xe được phân phối với 4 phiên bản. Ở thời điểm hiện tại, Elantra không xuất hiện tình trạng bia kèm lạc, một số màu sắc được đặt mua nhiều, khách hàng cần chờ 1-2 tháng để có xe về. Ở bản nâng cấp mới này, kích thước xe được thay đổi với thân xe dài hơn bản tiền nhiệm. Kích thước dài rộng cao của Elantra 2019 là 4.620mm, 1.800mm, 1.450mm, chiều dài cơ sở 2.700mm. Xe có thiết kế ngoại thất cứng và sắc hơn so với phiên bản cũ, với nhiều đường thẳng và hạn chế các đường cong mềm mại, tạo cảm giác mạnh mẽ. Gương hậu chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ được trang bị trên cả hai phiên bản. Cụm đèn hậu cũng được tạo hình từ những đường thẳng sắc cạnh. Hyundai Elantra 2019 sử dụng hai phiên bản động cơ xăng NU 2.0 lít cho công suất tối đa 152 mã lực tại 6.200 vòng trên phút, cùng mô men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng trên phút đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Động cơ xăng Gamma 2 1.6 lít có công suất tối đa 128 mã lực tại 6.300 vòng trên phút, cùng mô men xoắn cực đại 154,5 Nm tại 4.850 vòng trên phút. Hộp số đi kèm là hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Hyundai Elantra 2019 sở hữu không gian nội thất hướng về người lái. Bên cạnh những trang bị tiện nghi trên phiên bản cũ như điều hòa tự động, cửa sổ trời, cốp điện thông minh, Elantra thế hệ mới được trang bị thêm sạc điện thoại không dây chuyển QI, sưởi vô lăng, màn hình trung tâm 7 inch tích hợp Apple CarPlay. Bảng đồng hồ được thiết kế đơn giản với sự kết hợp của hai đồng hồ dạng cơ, với màn hình hiển thị trung tâm đa thông tin. Elantra 2019 được bổ sung thêm một chế độ vận hành thông minh trong hệ thống lái Drive Mode bên cạnh ba chế độ vận hành trước là tiết kiệm, thông thường, thể thao. Chế độ này sẽ tự động điều chỉnh cơ chế vận hành phù hợp tùy thuộc theo tốc độ và điều kiện vận hành. Phiên bản thể thao Hyundai Elantra Sport cũng có mặt tại Việt Nam cùng với các phiên bản thường. Phiên bản nâng cấp này lần đầu ra mắt thế giới vào tháng 11 năm 2018 tại Hàn Quốc. Ở phần ngoại thất, Elantra Sport được trang bị bộ kit thể thao với lưới tản nhiệt có thiết kế dạng tổ ong màu đen, khác với dạng thác nước trên phiên bản thường. Ống xả trên Elantra Sport được đặt lộ ra ngoài với tạo hình phá cách. Elantra Sport được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6 lít cho công suất 204 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 265 nanomet trong giải vòng tua 1.500 đến 4.500 vòng trên phút. Xe được trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Bên trong khoang nội thất của Elantra Sport được sử dụng tông màu đen, đỏ, vô lăng của xe dạng cắt đáy thể thao, tích hợp lẫy chuyển số phía sau. Trung tâm màn hình hiển thị cảm ứng 7 inch với nhiều tính năng kết nối với điện thoại, cũng như giải trí đa phương tiện. Ghế ngồi trên xe được bọc da với tông màu đen chỉ đỏ chủ đạo, phần tựa lưng của ghế trước được thêu thêm chữ Sport. Elantra Sport vẫn duy trì hệ thống treo sau đa điểm và đĩa phanh sau lớn hơn nhằm mang lại sự an toàn, cũng như tăng khả năng trải nghiệm cho người lái. Bên cạnh các hệ thống an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, kiểm soát lực kéo, Hyundai Elantra được trang bị thêm hệ thống chống trộm, hệ thống kiểm soát thân xe, hệ thống 6 túi khí 7 túi khí trên phiên bản Sport. Hyundai Elantra 2019 là mẫu sedan hạng C cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Mazda 3, Kia Ceato, Ford Focus, Honda Civic. Xe được phân với 4 phiên bản cùng 6 lựa chọn màu sắc bao gồm. Phiên bản mới này tăng từ 30 đến 50 triệu đồng so với bản cũ,